bài về tiêu hóa nữa. Ngài tướng mộ rất là nhiều, và tướng là giảng viên của trường y nữa, tướng nghiên cứu rất là nhiều lĩnh vực này ấy. 9 năm qua thì tướng đã giúp nhiều người lắm. Thì nếu mà em có nghe Tố Thúy chia sẻ thì tướng có một cộng đồng tên là bác sĩ chính mình đó, tướng là giúp mọi người trở thành bác sĩ của chính bản thân của mình. Thông qua đó mình mỗi ngày mình khỏe hơn, mình đẹp hơn, mình không phải uống nhiều thuốc ấy. Đó chính là cái việc của cái sứ mệnh của cái cộng đồng này. Và bài giúp hôm nay đã giúp hơn 10.000 người rồi, không phải vài người đâu nhé. Một số bác sĩ á, người ta không nghiên cứu, người ta tưởng tượng, người ta nói bậy thôi, hiểu không? Thực sự tính chia sẻ cho em ngay cả đầu tiên á, là biết là cái sức khỏe của mình á nó đến từ đâu, và những vấn đề cái triệu chứng của em này á, những vấn đề sức khỏe rối loạn như vậy á thì nó đến từ đâu. Thực sự là tất cả vấn đề sức khỏe của em á là nó đến từ từ cái đường ruột của mình. Ở đây đường ruột của em này, đường ruột mình nó có những hệ vi khuẩn, vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu, hình dung nhé, và nó gọi là lợi khuẩn và hại khuẩn á. Và em á đã tàn phá cái hệ vi khuẩn này rất là nhiều. Vậy thì sau đây, thứ nhất á là mình ăn thực phẩm mình có chứa nhiều đường, thứ hai là những đường hóa học á, và một số cái loại là cái ngũ cốc, một số loại ngũ cốc sau này em sẽ hiểu. Thứ hai là em ăn thực phẩm bây giờ nó có nhiều hóa chất quá, đúng không? Mình hiểu không? Tức là mình ăn thực phẩm bây giờ nó có rất nhiều hóa chất á, mỗi ngày một chút nè, nó đã diệt đi cái hệ vi khuẩn này. Và điểm thứ ba nữa là mình ăn uống á, nó không đầy đủ. Em ăn á, theo những thói quen của mình thôi, ăn không đầy đủ và nó bị thiếu. Và điểm thứ tư á, là mình bị stress, lo lắng, bắt đầu mình lo lắng phụ nữ mà sinh con, công việc và gia đình bị lo lắng buồn phiền và rất nhiều thứ á. Và cuối cùng á là mỗi lần khi em bệnh á, từ nhỏ thì bố mẹ cho em uống thuốc tây nè, và lớn cũng vậy, khi mình bệnh em có hay uống thuốc tây không? Hương, mỗi lần mà bà bệnh có hay uống thuốc tây không? Rồi thì á, chính vì đó là làm cho cái đường ruột của em á thành gọi là rò rỉ ruột, nó giống như là nó có những lỗ vậy, nó bị xì á, gọi là trong y khoa người ta gọi là rò rỉ ruột. Và từ đó có những khoảng hở nè, người ta gọi là tâm tính thấm á, những vi khuẩn nó có hở đi vào trong máu của em. Và một số thực phẩm á, bình thường thì mình ăn á, nó không tiêu hóa thì không sao, mình đi tiêu chảy ra ngoài đúng không, nhưng lúc này nó lại có cơ hội nó đi vào trong máu này, nó gây hiện tượng viêm và nó gây rối loạn rất nhiều, vì đây là mạch máu mà, ở cơ thể mình đâu có mạch máu, nó đi đến não của em đó, nó gây tình trạng em á là mất ngủ nè, giảm trí nhớ, nó đi đến á, lại đến đến gì, đến cổ nè, hai vùng cổ, đi mỏi cổ nè, thoái hóa cột sống cổ nè, tê tai nè, đúng không? Rồi á, nó đi đến chính cái đường tiêu hóa của em, rồi đến dạ dày á, nó gây viêm dạ dày nè, trào ngược nè, và đặc biệt á, là nó đến cả gan của em luôn á. Nó gây tình trạng tại gan mà gan là đào thải cái độc tố, là không đào thải được á, nó đưa ra da cho em, nên em ăn hay bị diễn đó. Nói chung là em bị rất nhiều triệu chứng lắm. Thì thường ngày á là những người dân của mình á, nếu mà em bị vấn đề sức khỏe như vậy á, ví dụ em bị thừa mỡ đúng không, thừa cân này nè, em sẽ đến bác sĩ và những chuyên gia về cho giảm cân, giống uống thuốc giảm cân hay là uống omega 3 đó, đúng không? Rồi em bị vấn đề khớp á, thì em sẽ đến bác sĩ chuyên khoa khớp, em bị dạ dày bác sĩ chuyên khoa dạ dày, rồi em bị ngứa nổi về dị ứng thì em đến bác sĩ chuyên khoa về dị ứng hay gan vân. Nhưng mà nhắc lại đây nè, đây có phải là em uống thuốc tây mà đúng không, thuốc tây nãy tôi nói em nó có hại đường ruột, và thuốc tây thường chỉ điều trị cái triệu chứng thôi, sau khi em hết rồi á, hết triệu chứng thì nó lại xuất hiện những triệu chứng khác. Và nếu mà người quan sát để thấy em uống thuốc á, bắt đầu nó càng ngày nó tăng dần lên, và vấn đề những triệu chứng nó xuất hiện càng ngày càng nhiều lên, nhưng mà em không có khỏe lên, em vẫn bị thừa mỡ nè, vẫn bị khớp nè, vẫn bị ngủ kém nè, ảnh hưởng lên não nè, ảnh hưởng đến từ dạ dày nè, ảnh hưởng tới đường ruột và ảnh hưởng tới gan nè. Vì em muốn giải quyết tất cả cái triệu chứng này á, Hương, thì em á, sẽ đến những bác sĩ này nè, em uống từng ông một, hay là em giải quyết cái gốc rễ này, đúng không? Thì em phải giữ cái gốc rễ này, thì ở đây chúng có giải pháp đó, thì chúng để bản thân của mình nhé, cải thiện sức khỏe rất là nhiều luôn.
trước đây tôi cũng bị đường tiêu hóa cũng giống như em dạ dày nó không tốt, đi tiêu nó cũng hay bị rối loạn, tưởng bị nám mặt, đồng thời á là tưởng bị thoát vị đĩa đệm nữa. Nhưng mà thông qua tưởng tìm ra cái giải pháp đó và tưởng giúp bản thân của mình cải thiện sức khỏe rất là tốt luôn. Thật sự sau này em sẽ biết rất là tuyệt vời đó. Năm nay là tưởng đọc 49 tuổi rồi. Và ngoài ra tưởng giúp rất nhiều người trong cộng đồng. Trước đây chưa có Covid đó, thì tưởng có những trung tâm này nè. Giúp hàng ngàn người á cải thiện sức khỏe. Em thấy đây nè, ví dụ anh này giống như em nó bị gan á, anh ăn gì cũng vậy, nổi dứng nè, nổi sần, anh thừa cân, anh nặng 130-135 cân nữa, anh bị cao huyết áp, tim mạch, đường tiêu hóa, vân vân, và gan, bị bệnh gan nữa. Anh đánh thử đó, sau 41 năm, anh giảm được 46 kg. Em thấy không? Da trẻ hồng hào rất là nhiều. Và rất nhiều người đó sẽ chỉ thấy nó hiệu quả rất là nhiều. Đây như các bạn này cũng giống như em á, bạn này cũng kinh doanh nhưng bạn cũng bị thất bại đó, giống như bị phá sản đó, buộc phải stress lên cân và mọi đến như thế. Sau đúng 1,5 tháng giảm được 8 cân mỡ và đến tận bây giờ bạn cải thiện sức khỏe. Sau đúng 1 năm á, bạn cải thiện sức khỏe rất tuyệt vời luôn, thấy không? Cái vóc dáng rất là đẹp luôn. Ở đây tướng không phải giảm cân nhá, mà tướng giúp cho cái đường ruột của em nó khỏe mạnh hơn. Thì rất là nhiều người đất này em sẽ chia sẻ rất rất nhiều người. Em thấy anh này giảm được 20 kg nè, dễ hồng hào, tươi trẻ. Mà anh này cũng giống như em, bị viêm gan siêu vi nè, do uống rượu bia nhiều nè, rồi bị dạ dày trầm ngược nè, rồi cao huyết áp vân vân nhiều thứ. Nên bằng chung bắt đầu giảm được 10 kg, sau đó tiếp tục duy trì thói quen đó. Anh đây chứ không phải cho em cái viên thuốc mà cho em cái thói quen em duy trì nó, hiểu không? Đây bạn này cũng là bạn tên là Hiếu nè, một được gửi điều dưỡng bệnh viện á. Em nghĩ bệnh viện á, ta y tá người ta không nghiên cứu bệnh viện rất là giỏi, mấy chị rất là giỏi luôn. Nhưng đánh chứng là đúng 1 tháng, em thấy không? 1 tháng giảm đúng 8 kg mỡ, giảm đó rất là bền vững luôn nhá. Nhiều lắm, cho em thêm nhiều lắm, bền vững. Và có những người bị thiếu cân á, thì dùng chương trình này nè, nó lại tăng cân lên. Thì nhắc lại vì người ta nghiên cứu rằng khi đường ruột mình khỏe thì những người đang thừa cân nó sẽ giảm xuống, những người thiếu cân nó sẽ tăng lên, em hiểu không? Thì đặc biệt sẽ đẹp giống trang từ những trẻ cũng rộng rãi lên. Và anh này nè 8 năm rồi, từ người bệnh nhà 8 năm qua, anh này năm thứ 10 rồi, anh tới năm thứ 10 rồi vẫn rất khỏe, rất đẹp luôn. Cô này không 70 tuổi, nhưng còn ông tính có những người 70 tuổi, bảy mấy 80 cũng có, nhưng thông qua mỗi ngày họ đều cải thiện hết, da dẻ hồng hào, sức khỏe rất tốt. Đây là cô An, cô là chủ doanh nghiệp ở Vũng Tàu đấy, rất là giàu có. Theo em nghĩ cô này cổ đâu phải là không có trí tại, mà cổ làm bừa đâu. Người ta giàu có, người ta sức khỏe, người ta kỹ lưỡng lắm, ăn uống rất là cẩn thận, nhưng mà cô đánh chứng hôm nay cũng rất khỏe luôn, cải thiện các chỉ số. Cũng nói cảm ơn bác sĩ Tuấn và cảm ơn bác sĩ Chính mình. Thế để cái giải pháp này nè. Em hỏi gì không? Em thấy không? Cải thiện sức khỏe rất là nhiều đấy nhá. Đi cái gì cái để xem thêm. Chúng em sẽ để hiểu được cái này, những cái tiểu đường nè, tim mạch nè. Thường em nghe nói bác sĩ là phải uống thuốc suốt đời đúng không? Em cứ nghe người thân mình nói hay bác sĩ nói, nhưng bác sĩ người ta đâu có kiến thức đâu, người ta đâu có nghiên cứu này đâu, nó không đúng, em hiểu không? Cuối cùng á, ở đây những tiểu đường tôi tưởng là đâu dùng thuốc đâu, anh này 7 năm rồi bị cao huyết áp, tim mạch và tiểu đường, mà sao đúng tuấn đúng 1,5 tháng rồi giảm được 12 kg, da dẻ hồng hào, sức khỏe tốt lên, đường huyết trở về bình thường. Rất nhiều bệnh đó, giúp được thể chia sẻ anh thêm rất nhiều rất nhiều. Rồi, đây những bà cụ này nè, của em này á, em mà không khéo sau này em cũng giống như bà cụ này, uống thuốc đó phải hơn 10 năm rồi, uống 14 loại khác nhau từ 6 bác sĩ rồi. Bác sĩ về tim mạch, bác sĩ về tiểu đường, bác sĩ về khớp, bác sĩ về tiêu hóa dạ dày á, rồi bác sĩ về đường ruột, rồi bác sĩ về giấc ngủ, rồi bác sĩ về tâm thần. 6 bác sĩ uống 14 loại, nhưng đến tính đúng 3 tháng là muốn nửa viên thuốc ngủ.
đó, rất nhiều chia sẻ thêm. Thì cái giống này ý sẽ hỗ trợ em để những người này nè, họ bị gan nhiễm mỡ nè, sỏi túi mật nè, sỏi nang thận, nang buồng trứng nè, sao tính đúng 4 tháng nè, chỉ còn một hạt nhỏ sỏi thận ra. Hồi nãy có một cô đến đây gì mới bị sỏi túi mật. Ờ đúng rồi Thí ơi, dạ. Đó bị sỏi túi mật, Thí về anh Huy, anh Huy đó, Thí giúp đỡ ảnh nha. Dạ, anh thanh lọc ba lần rồi đó anh. Anh thanh lọc ba lần rồi, anh thấy khỏe hơn rất là nhiều. Chúng ta làm lại chuẩn, có sinh tố xanh đàng hoàng luôn, hiểu không? Dạ, dạ, ừ. Dạ. Chia sẻ cho bạn Linh á, tức là ở đây á, cảm giác những người ung thư sau khi mổ, về tướng hỗ trợ họ phòng ngừa ung thư tái phát. Hơn biết nè, Hơn biết chị đó đó, Hơn biết chị này. Biết chị này đúng không? Hơn biết. Nếu em nghĩ chị này á, mà chị bị tổn hại mà chị rắc tay các chị đâu làm, hiểu không? Ừ. Em biết rồi, nếu mà làm mà là tử vong á là bác sĩ đó ở tù chết luôn á, phải không? Chứ làm gì có vụ mà đăng lên mạng được, phải không? Nói tầm bậy không à. Rồi, thì trước đó em á, cái giải pháp này nè, nó có hai phần á, là thanh lọc á. Thanh lọc đây không phải là thanh lọc bằng cà phê không, mà tới 4 bước thanh lọc sau này em học sẽ biết. Thanh lọc bằng sinh tố xanh, cho bằng cà phê hữu cơ và nhịn ăn, có phương pháp và dùng những vitamin chống oxy hóa như vitamin A, C, E và cái dưỡng chất thực vật nó mới gọi là thanh lọc. Còn em mà rửa ruột không như vậy á, người ta hiểu sai phương pháp đó, không phải rửa ruột. Tại vì những người mà đến tướng nhà họ trả nhiều tiền đó, vài chục triệu cho tướng đi giúp đỡ, nên